ông Dũng là vôi trao thưởng 20 tỷ cho thân y Phó Hoàng Yên và đồng bọn. Suốt mấy ngày qua, đoạn ghi âm hội thoại giàu tình cảm được cho là của vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và ông Võ Hoàng Yên được phát tán trên mạng xã hội vẫn khiến nhiều người quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, đại gia Huỳnh Uy Dũng cũng đã lên tiếng vì danh dự của vợ chồng ông. Ông viết, đừng uy hiếp và hù dọa những nghi ngờ về nhân cách đạo đức của vợ tôi, nên tôi sẽ trao thưởng. 20 tỷ là cái giá tôi sẽ thưởng nếu đưa được các clip bằng chứng cho công chúng biết rõ thực hư, để mọi thứ được rõ ràng và danh dự sống còn của vợ tôi. Ông Dũng khẳng định, nếu không đủ niềm tin và sự thấu hiểu vợ thì gia đình ông đã tan nát, mọi giá trị xây dựng đều sụp đổ và có thể tài sản và mạng sống của ông cũng không còn. Vì đại gia nhấn mạnh, vợ tôi thông báo cho mọi người rõ sự việc và chờ đợi bằng chứng được làm rõ. Vì là chồng, tôi phải làm tất cả dù đúng, sai để tôi biết rõ mục đích sống, biết rõ thủ đoạn của Võ Hoàng Yên và đồng bọn. Tôi tuyên bố trước công chúng để lấy lại những giá trị hy sinh của vợ mình. Theo đó, ông Ao Tinh Ái từ bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi và ông Võ Hoàng Yên xuất phát từ một đoạn ghi âm được cho là cuộc hội thoại giữa hai người. Từ đó nhiều người bắt đầu suy luận rằng cả hai có mối liên hệ sâu sắc. Bà Hằng từng khẳng định chắc nịch rằng đoạn ghi âm này là một trò tiểu nhân của phe phái ông Yên nhằm chia cắt hôn nhân giữa bà và ông Dũng Lò Vôi. Ngày 3 tháng 4, ông Huỳnh Uy Dũng cũng gửi tâm thư đến tất cả mọi người. Ông cho biết là một người bận rộn nên không có thời gian theo dõi mọi diễn biến xảy ra trên cộng đồng mạng. Mọi điều ông làm, ông phải làm, đó là danh dự mà vợ chồng ông đã dành thời gian để đấu tranh cho cộng đồng xã hội. Nên hiện nay, không ai có thể làm cho vợ chồng tôi chia rẽ được. Nếu phải cưới vợ tôi thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ cưới. Đó là lời của người quân tử, người dám sống cho cộng đồng, trích lời tâm tư của đại gia Dũng Lò Vôi. Ông Dũng đặt câu hỏi, tại sao ông phải không tin tưởng bà Phương Hằng vợ ông? Thậm chí, ông không chỉ tin tưởng, mà còn thương vợ gấp nhiều lần vì người phụ nữ đó đã dám sống cho ông, nên bản thân ông hiểu và biết phải làm gì để bảo vệ vợ mình là điều tất nhiên. Tình người, tình nghĩa, tình thương yêu của tôi dành cho vợ tôi chưa bao giờ phai nhạt, và vợ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ lẻ loi. Lời ông Dũng viết trên trang cá nhân ngày 3 tháng 4. Về phía bà Nguyễn Phương Hằng, trao đổi với báo chí, bà cho hay sẽ nhờ công an can thiệp để làm sáng tỏ mọi việc, đồng thời sẽ khởi kiện ông Võ Hoàng Yên về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Trên sóng livestream, bà Hằng đã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc xung quanh câu chuyện dậy sóng trên mạng xã hội bởi lời đồn tình ái. Bà Hằng cho rằng ông Yên đã có ý muốn trở thành người thứ ba trong mối quan hệ vợ chồng giữa bà và ông Dũng. Bà Hằng khẳng định mình từng uống thuốc do ông Võ Hoàng Yên kê đơn, thậm chí ông Võ Hoàng Yên còn từng có ý định chiếm đoạt đại nam. Bà Nguyễn Phương Hằng kể, ông Võ Hoàng Yên là người rất khéo, luôn thể hiện là người tử tế. Ông Yên luôn khen tôi trước anh Dũng và khen anh Dũng trước mặt tôi, khéo lắm quý vị ơi, bà Phương Hằng thốt lên. Bà Phương Hằng còn tố, sau khi thân thiện với gia đình bà, ông Yên bắt đầu cho bà uống thuốc mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi chiều, và sau khi uống thuốc thì bà có dấu hiệu bất ổn. Khi tôi uống thuốc vô một thời gian thì tôi điên loạn, tôi cuồng cuộn như một con điên. Bà Hằng nói trong buổi chia sẻ, thậm chí bà Phương Hằng mang cả tính mạng của mình ra để thề. Bà Hằng còn cho hay, có nhiều khi ông Võ Hoàng Yên đã tâm sự với bà Hằng về những biến cố xảy ra trong đời mình khiến bà cảm thấy quý mến, thương cảm cho hoàn cảnh của vị lương y hiền lành. Dũng Lò Vôi sinh năm 1961, là ông chủ khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Ngoài ra, ông còn nổi danh với quỹ đất mênh mông ở Bình Dương cùng nhiều dự án thiện nguyện bạc tỷ. Ông còn là chủ đầu tư các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2 và 3 ở Bình Dương. Hiện tại, những thông tin liên quan đến gia đình ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Võ Hoàng Yên lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.